Alo, 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 nghe đi không? Ừ, mà mình nha. Những video lần trước á, mình có hướng dẫn các bạn làm con game Ai là triệu phú á. Thì mình đã đến cái phần đại khái là hiển thị được câu hỏi chơi ngon, ok, các thứ rồi đúng không? Đấy, các bạn cần xem lại, hoàn toàn xem lại vào trong này. Ngoài ra, các bạn có thể ghé thăm để xem nhiều cái khác, hay ho khác, như là app quản lý tiệm cắt tóc, hay là làm các truyện tranh, và hay là cái mới nhất của mình thì mình đang làm một cái hướng dẫn các bạn làm một cái game game hỏi chôn á. Cái game hỏi chôn này các bạn cũng có thể làm theo nhá, như đây là như kiểu trên set ở đây á, app hỏi chôn á, app hỏi chôn mà kiếm có thể treo quảng cáo và kiếm ra tiền á. Ở video mình có xin mình sẽ mình ở cái nick video mình sẽ hướng dẫn các bạn cách treo quảng cáo vào để kiếm được tiền nha. Nếu nói chung là đại khái là nếu các bạn thấy hay thì có thể đăng ký, à không, đừng đừng nói có thể, các bạn hãy đăng ký. Đăng ký mình có thể nhấn like cho video của mình này đấy, hoặc là nếu như mà muốn các bạn muốn liên hệ thuê code hay là mua bán code, các bạn liên hệ trực tiếp với mình qua cái link Facebook mình để bên dưới đấy, ok chưa đấy, hoặc các bạn có thể xem nhiều hơn đấy. Đấy nhá, đại khái là đúng là tức là xem nhiều hơn ở trang web này của mình. Thì mình đang dựng trang web này mới dựng thôi. Từ từ. Ok. Rồi, vào chủ đề chính. Thì ở lần trước thì cái app Ai là triệu phú của mình á, mình hướng dẫn các bạn á, thì đã đến cái phần hiển thị ra cái câu hỏi rồi đúng không? Hiển thị câu hỏi mình có tạo ra một cái thằng class là thằng fake data ấy. Và là fake data. Thì ở lần này mình sẽ dẫn các bạn là cái data đấy nó sẽ không phải mình như này nữa, mà nó sẽ được chèn vào trong file SQLite, ok chưa đấy. Thì cơ chế của nó là nhá, khi mà các bạn mà vào được màn hình chơi game á, vào màn hình chơi game ấy, thì là các bạn sẽ khi nhấn bắt đầu à, oh sorry, chúng ta là mình vừa xóa mất cái file database của nó rồi. Thì là nó sẽ tạo ra cái bảng câu hỏi và insert các câu hỏi vào trong file SQLite của bạn, ok chưa? Được nhá. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu à. Cái file SQLite ấy, nó sẽ có dạng kiểu đâu nhỉ? Đây, dạng SQLite đấy, mình sẽ xóa đi. Được nhá. Bây giờ lại vào này. Sorry, lần này mình sẽ không code, mình sẽ hướng dẫn các bạn, để có nghĩa mình ra code trước, xong rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết từng tí một thì các bạn sẽ hiểu cái cách hoạt động của thằng SQLite này như thế nào, ok chưa đấy. Đầu tiên các bạn vào project của mình mà mà các bạn đã code nhá, các bạn tạo cho mình một cái package này, cái này SQL này đấy, sau đó các bạn tạo cho mình một cái Java class đặt tên là My Database Helper, ok. Cái thằng này có nhiệm vụ gì thì thằng này nó sẽ kế thừa thằng SQLite Open Helper. Thì thằng này nhá, nó có nhiệm vụ là khi mà các bạn mở app lên ấy, thì nó sẽ kiểm tra xem mà trong đã có cái file SQL của các bạn chưa, nếu có thì nó sẽ tạo, còn nếu không ấy, nếu à, nếu 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 có nếu có thì nó sẽ không tạo. Còn nếu nó chưa có nó sẽ tạo cho các bạn, thấy chưa? Thì khi mà các bạn cái tạo ra class và kế thừa là ngày ấy, thứ nhất nó bắt các bạn ghi đè lại hai phương thức là on correct và on update. On correct và on update để làm gì thì từ từ mình sẽ nói, và tiếp đến nữa nó sẽ bắt bạn phải tạo ra constructor và ít nhất tiền vào cho một cái context. Còn super à, super thì là sẽ dùng lại cái context cha, là dùng lại context của thằng này, dùng lại cái constructor của thằng này, ok chưa đấy. Thì cái super nhé, các bạn truyền vào đầu tiên chắc chắn là context, chính ở bên context các bạn truyền vào. Tiếp theo là cái database lên đấy, các bạn nhìn đây mình khai báo một cái public static file string, tên là database lên chính là cái file, tên file mà các bạn sẽ tạo đấy, tên file SQL á, các bạn sẽ tạo á. Tiếp đến nữa là mình tạo ra một cái biến public static file
Inter Data Version. Cái Data Version này làm gì? Thì bây giờ mình sẽ nói này. Thì thứ nhất nhá, khi các bạn super với ví dụ lần đầu vào à, với cái file data.sql này, tên file là gì nhỉ? Với cái version ấy, cái version của nó ấy, các bạn hay kiểu các phần mềm nó có cái version ấy. Ví dụ như thằng Android Studio này mình đang dùng version hơn 3.1 như vậy, 3.2, 3.5 gì đấy mình không để ý. Đó, ok. Hay là cái Chrome này cũng có cái version này đấy. Rồi. Thì sau khi nó super xong nhá, nó sẽ kiểm tra cái database này trước, cái tên này trước, tên file SQL này. Nếu như mà tồn tại chưa tồn tại nhá, mình chưa tồn tại nhá, thì nó ngay lập tức nó sẽ chạy vào cái hàm onCollect cho các bạn. Hôm nay là code này, ông ấy cũng chạy lên đây. Cái file này đấy có đã đem bố phải vào trong này. Còn vào trong này các bạn muốn làm gì thì làm. À, ok chưa? Rồi, xong đến trường hợp thứ hai là file này đã tồn tại. Có nghĩa là nếu như mà các bạn mở app lên ấy, lần đầu nó tạo này, lần hai nếu file tồn tại, nó check cái version mà các bạn truyền vào. Đấy, mình truyền đây. Nếu như version truyền vào ấy mà nó trùng với cái version cũ ấy, thì ngay lập tức nó sẽ chả làm cái đéo rồi cả. Đấy, ok. Nó sẽ để đấy. Đấy, muốn làm gì thì làm. Đấy. Còn nếu như mà nó bị khác version ấy, ví dụ cái nó tạo ra file data SQL version 1, nhưng lần sau mình vào ạ, mình truyền cho nó cái version là 2, thì ngay lập tức khác version chứng tỏ phải update. Đúng chưa? Update thì chạy đâu? Nó chạy vào cái hàm on update. Đó. Đấy. Rồi. Thì khi nói quay lại cái trường đầu tiên nhá, thì khi mà chạy vào on cái đấy à, thì các bạn nhìn nè, nó cho các bạn một cái biến SQL database. Biến này ấy có nghĩa sau khi chạy vào đây à, là nó đã tạo ra được cái file data SQL cho các bạn rồi. Và sau khi chạy vào đây ấy, thì các bạn có thể thực hiện các câu lệnh như kiểu tạo bảng trong cái file này đấy, hay là làm cái gì cũng được. Thì như các bạn nhìn thấy thì ở đây khi on click này, mình có execute db.execute một cái câu lệnh tạo bảng. Đây, câu lệnh tạo bảng của mình đây. Correct table này. Bảng tên là gì? Đấy, tên là câu hỏi đúng không? Đấy, mở ngoặc này. Với ID là bằng bao nhiêu? Với ID với cột đầu tiên, tên là cột ID. Kiểu dữ liệu là integer. Đấy, bạn chú ý nút cách này nhá, cái dấu cách cho mình à. Và nó sẽ là private key, chính là khóa chính của cái bảng này. Và nó sẽ auto increment, nghĩa là sao? Nghĩa là nó sẽ tự động tăng á. ID tự động tăng và sẽ không được trùng nhau. Ok chưa? Đấy. Tiếp đến nữa là thằng cấp độ. Cột cấp độ, cặp kiểu cấp độ của câu hỏi á, sẽ là integer. Tiếp đến nữa là nội dung câu hỏi là text. Đáp án cũng là text. Đáp án sai cột cuối cùng á, tên là đáp án sai cũng là text. Đó. Và sau khi tạo được bảng rồi, mình có chạy một cái hàm là fetch data. Thực ra các bạn không nhất thiết là phải đặt tên là fetch data đâu. Các bạn đặt nào cũng được. Để nói nhiều khan nước quá, xin phép các bạn uống hớp nước đã. Thì thằng fetch data nhá, mình truyền vào cho nó, bởi vì là nó cho mình một cái biến SQL database mà để tương tác với cái thằng file SQL database này. Thì ở trong này mình sẽ tiến hành chạy những câu lệnh insert vào data, vào cho bảng câu hỏi. Ở đây mình có insert này, mình truyền vào cái biến đây này, mình gọi d.execute đây này. Đấy, insert into bảng câu hỏi vào các trường ID này, cấp độ này, nội dung, đáp án và đáp án sai. Với value là mở ngoặc này, null
bởi vì thằng ID tự tăng lên mình sẽ chuyển là null. Đúng chưa? Đấy các bạn. Tiếp theo là cấp độ này, là một này. Tiếp đến là nội dung là gì này. Tiếp đến nữa là đáp án. Mỗi cái trường này nó đều ngăn cách với nhau bởi cái dấu phẩy nhá. Nhưng bởi vì là cái thằng nội dung là string này, nó là cái text. Đấy. Nên là mình có truyền chèn nó thêm cái dấu nháy. Đấy, ok chưa? Tiếp đến nữa là đáp án và cái dãy đáp án sai. Thì đáp án sai ở phát data mình hướng dẫn các bạn là sẽ có 3 đáp án sai và sẽ được chèn phân cách với nhau bởi cái chữ và. Đúng không? Đấy. Sau khi execute xong nhé, thì mình sẽ có một cái ok chưa? Rồi. Nói mồm thì thôi, bây giờ cứ thực hiện cho biết ok á. Rồi. Này. Bây giờ mình sẽ thử run app. Ai chết đồ mẹ. Chưa được. Quên. Sau khi các bạn tạo xong nó không chạy đâu. Nó không hề chạy đâu. Bây giờ mình sang bên này. Và các bạn tạo cho mình một cái DB Manager. Ok, một class DB Manager. Đấy, để làm việc gì? Để Luma nó sẽ để tương tác với cái file SQL này. Bởi vì nhá, cái thằng My Database này, các bạn lưu chú ý ấy, nó chỉ tương tác với mình, chỉ tương tác với nó thông qua cái hàm onCorrect và onUpdate. Hoặc là các bạn muốn vẽ thì trong này này, nhưng hiện tại ở đây ấy, mình chỉ tương tác với nó thông qua hai hàm này, tạo bảng và insert câu hỏi. Đúng chưa? Thì ở sang bên này ấy, mình muốn lấy câu hỏi ra ấy, để hiển thị cho người dùng ấy, thì mình sẽ tạo ra một cái DB Manager. Chắc chắn là sẽ các bạn phải tạo cho mình một cái context. Tiếp theo nữa là cái các bạn có để ý ở bên này không? Mình tương tác với file SQL ấy, với cái file SQL ấy, tất cả đều thông qua cái thằng này đúng không? Cái biến SQL Line Database. Đúng chưa? Thì ở trong này mình có tạo ra cho nó biến. Đấy. Rồi. Thì ở đây mình sẽ có phải tạo ra biến để tương tác với cái file đấy đúng không? Tiếp đến nữa nhá, là mình sẽ tạo ra một cái class chính, một cái độ object có cái kiểu là class mình vừa tạo. Ok. Rồi. Rồi sau đấy nhá, thì cái thằng này này, cái biến này nhá, nó có sẽ dụng cho mình là mở, để mình chọc vào cái file SQLite, SQLite của mình đã tạo á, hoặc là nó tạo và tạo cái file SQLite cho mình, nghe chưa? Thì như các bạn thấy nhá, khi mà data ở trong cái context thì mình context của thằng data DB manager mình có nhận vào một cái có biến context, ok chưa? Rồi tiếp đến là hàm open, mình sẽ viết ra một hàm open có nhiệm vụ gì. Thì như các bạn thấy này, mình gọi cái biến DB helper của mình ra, mình new lên, chuyển cho nó cái context của mình, và sau đấy mình gọi cái biến database bằng ít database .get right database. Nghĩa là sao? Khi mà mình tạo ra khởi tạo cái DB helper đúng không? Mình new cái data helper đúng không? Thì nó đã tiến hành tạo ra cho mình cái file data equalize cũng như là insert các cái câu hỏi cho mình rồi. Đấy. Tiếp theo đấy thì mình sẽ lấy ra cái thằng này, lấy ra cái equalize data helper này, chính là lấy ra cái biến này này, để có thể chọc vào và lấy ra nó. Đấy. Còn đây dạng code của mình. Đấy. Code tiếp theo, code này là code lấy ra câu hỏi. Thì cái đầu tiên mình thì như các bạn đã biết ấy, thì ở bên fake data trước mình có chia ra một cái ArrayNet này. Là từ cái ArrayNet câu hỏi này, nó là một cái dạng ArrayNet trong ArrayNet đúng không? Đấy. Ví dụ câu hỏi cấp độ 1 này thì có một nít câu hỏi cấp độ 1, câu hỏi cấp độ 2 sẽ có một nít câu hỏi cấp độ 2, ok chưa? Đấy. Thì thằng này nó lấy ra cũng tương tự ArrayNet trong ArrayNet, ok chưa? Thì mình tạo ra một cái ArrayNet
trong Arenis này và mình trả về cho nó. Nhưng mà ấy, làm thế nào để gom hết cái bọn câu hỏi số 1 vào một cái Arenis để cho thằng này nó hiểu, và gom hết bọn câu hỏi cấp độ 2 và Arenis cho bọn này hiểu. Đấy. Thì đây nhá, mình có ở đây mình có tạo ra cho nó một cái Hmap. Hmap nghĩa là gì? Các bạn hiểu cái Hmap nó dạng lưu dạng dưới tinh à cây à nhầm nhầm. Hmap là dạng cây value ấy. Có nghĩa là với cái key này ấy, thì value sẽ là như thế này, key là kia thì value là kia. Nói mô tả hơi khó nhỉ. Ví dụ nôm na là ví dụ như kiểu các bạn học cấp 3 ấy, nó chia ra các lớp đúng không? Các lớp có thứ tự là A1, A2, A4, A3 đến A12 ấy. Thì là với nó cũng tương tự như cái thằng Hmap này. Thằng Hmap mình ở đây mình tạo ra cho Hmap cái key của nó là integer và cái nit và cái value của nó là cái anit câu hỏi. Thì tương tự giống kiểu các bạn học lớp 12 ấy, thì cái key của bạn là tên lớp của các bạn. Còn cái value ấy là cái danh sách học sinh học ở lớp đấy. Đúng chưa? Đấy. Kiểu kiểu như thế. Đấy. Thì thằng này sẽ chứa cả vào trong này. Thì đây mình sẽ dùng cái thằng list này. Chấm database này. Mình thực hiện một cái query vào cái bảng câu hỏi. Đấy. Không phải. Tiếp đến là một cái mảng string chứa các cái tên cột mà các bạn muốn lấy. Đấy. Cột cấp độ, mình muốn lấy cột cấp độ, nội dung, đáp án và đáp án sai. Còn những cái biến tiếp theo các bạn truyền vào 5 cái null cho mình. Thì cái này nó order by, group by, direction thôi. Đấy. Sau khi mà thực hiện query này xong, mình sẽ nhận ra một đối tượng có tên là cursor. Đấy. Mình đọc là cursor nhá, chứ không phải cái tên tiếng Anh của nó đâu. Đấy. Nên là đừng nghe mình phát âm tiếng Anh nhá. Rồi. Thì mình sẽ đọc từng cái phần tử trong thằng cursor này. Đấy. Đầu tiên mình sẽ lấy ra được cái cấp độ. Có cột cursor. Cái cursor nó tương đương với kiểu một câu hỏi ấy. Đấy. Thì mình sẽ lấy ra cấp độ thông qua cái cursor get in. Bởi vì sao? Bởi vì ở bên này mình tạo ra cái cột cấp độ, mình đặt cho nó là integer. Và lúc chèn vào cấp độ mình cũng chèn là in. Đúng chưa? Ủa, chết bỏ mẹ sai rồi. Ấn cái bỏ mẹ gì sai này. Rồi ok. Đấy. Xong đến tiếp đến nhá. Sau khi mình có cấp độ rồi ấy, thì mình sẽ tạo ra một cái arenit. Và mình sẽ lấy ra cái arenit từ cái Hmap này. Có nghĩa là với cái key là cấp độ, ví dụ key là 1 chẳng hạn, thì mình sẽ lấy được cái nít các câu hỏi của cấp độ 1. Đó. Nhưng và sau đó mình kiểm tra, nếu như mà cái nít này nhá, mà nó bằng null, nghĩa là sao? Nghĩa là chưa có cái nít câu hỏi cấp độ 1, đúng không? Thì mình sẽ tiến hành mình khởi tạo lên. Đấy. Còn nếu không thì thôi, nó có một nít rồi, thì mình sẽ chạy xuống dưới để tiếp. Thì... ở bên này mình sẽ copy cái hàm tạo câu hỏi ấy. Ở bên copy hàm câu hỏi của thằng phách giật ta mà trước mình có hướng dẫn các bạn ấy. Đấy, đây này. Đấy. Thì vào trong này nhá. Mình sẽ lấy ra thứ nhất là nội dung câu hỏi từ thằng cursor thông qua cái hàm get string. Đấy. Get column index chuyển vào cột nội dung. Đấy, là mình muốn lấy ra cái cột nội dung. Đấy. Và nhét vào thằng tạo câu hỏi này. Tương tự với cái thằng đáp án và đáp sai cũng vậy. Và sau khi mình add cho, có mình thêm được một câu hỏi cho cái nít câu hỏi với cấp độ tương ứng. Thì mình sẽ tiến hành mình put. Put, put có nghĩa là mình put, mình cho nó vào cái nít, vào cái Hmap này. Nếu như mà đã tồn tại câu hỏi cấp độ 1 rồi ấy, thì nó sẽ update cái nít câu hỏi cấp độ 1 đấy. Còn nếu chưa thì sẽ tạo ra cái mới cho mình thông qua đúng một hàm.
Và sau khi kết thúc đọc câu hỏi xong nhá, thì mình dùng cái for cây cho thằng Hanmat, và mình lấy ra các cái arenid theo các cấp độ ấy, và mình nhét vào cái arenid ban đầu mà mình đã tạo, và cuối cùng mình đã trả ra nó. Ok chưa? Được nhá. Và sang bên fake data mình có thay đổi một chút, có nghĩa là cái constructor của fake data ấy, như cái video trước bạn xem ấy, con constructor của fake data ấy, nó không hề có cái biến context truyền vào, mà bây giờ mình truyền vào thêm cho nó biến context, và mình không hỏi cái hàm tạo câu hỏi nữa, thì mình xóa mẹ ra gì thôi, đừng xóa xóa làm gì đấy. Và tiếp theo mình gọi cái hàm lấy câu hỏi, và mình truyền vào cho nó một cái thằng context, đúng chưa? Trong đây mình làm gì? Mình tạo ra một cái thằng DB manager là đấy, đặt tên là đi new DB manager, thì khi tương tác với cái thằng này, tương tác với cái file SQL này, thì mình mở lên thông qua cái hàm open mình đã viết. Sau đó mình gọi cái arenid, trong arenid là câu hỏi của mình new lên, và mình lấy các câu hỏi ở trong database thông qua cái hàm get câu hỏi này. Xong tiếp đến là d.close. D.close gì mình chưa giải thích đúng không? Thực ra d.close không có gì đâu. Thì mỗi khi bạn mở cái file SQL ra ấy, thì mở ra đương nhiên phải đóng rồi. Làm gì chuyện mở toang được. Đó. Nhà nó như kiểu nhà mình nhá. Mở cửa cho người khác vào xong rồi sau phải đóng ra, đóng lại. Đó. Rồi nhá. Rồi sau khi đấy đến thì xong. Nó xong rồi. Đấy. Bây giờ nhá, mình sẽ run thử các bạn xem nhá. Để mình run này. Mình sẽ vừa run vừa giải thích nhá. Ok. Run rồi đúng không? Đây đúng không? Bây giờ mình nhấn bắt đầu à. Đấy. Có phải là cái nội dung 6 ấy, có phải như các bạn đấy nhá, mình cái fake data mình xóa rồi nhá. Đấy. Ở bên X2 với TV2. Khi mà à đâu, main activity nhỉ. Main activity 2. Cái thằng đây, cái thằng fake data mình có truyền thêm cho nó cái zip là context. Đúng chưa? Đấy, chứ mình không hề thêm câu hỏi đúng không? Mà ở đây nó lại có dữ liệu. Dữ liệu này lấy đâu ra? Thì đấy nhá, mình cho các bạn xem. Ở bên cửa sổ Android Store ấy, nó có cái thằng driver exporter. Các bạn chọn, đây là sẽ chọn vào cái máy ảo hay máy thật của các bạn chưa? Đấy, các bạn chọn vào này. Đấy, sau đó các bạn mở cái mục data. Sau tiếp theo là data. Sau đó tìm đến đúng cái tên bucket của bạn. Tên bucket của mình là com.zoomv.i là triệu phú đúng không? À, sorry nhá, mùa Covid này mình ho nhưng mà mình không phải bị Covid đâu nhá. Rồi. com.zoomv.i chú đây. Mình mở lên này. Ở trong này các bạn nhìn thấy có file database kìa. Cái folder ấy. Ta mở lên. Có một cái file trùng tên với cái file của bên này của mình đúng chưa? Bây giờ nhá, cạn kích cho phải đây, cạn nhấn set up, rồi các bạn chọn desktop cho mình, nhấn ok đi. Đấy. Sau đó nhá, thì có nghĩa đây là chính là cái file SQLite mà các bạn đã tạo ra. Đây, đây này. Đấy. Thì để đọc được file này đấy. Thì các bạn có thể dùng tool này, có thể vào đây này, vào trang mình này. Có cái tool SQLite này. Đấy. Hồi xưa thì mình dùng cái block of SQLite cơ. Đây các bạn có thể vào đây các bạn chọn. Đấy. Ở đây mình có để sẵn link tải nhá. Đấy, ở đây mình để sẵn link tải, các bạn có thể tải về. Nó chính là cái thằng SQLite Studio. Thằng này là chuyên dùng để đọc mấy lại đọc cái file SQLite. Các bạn tải về các bạn cài đặt bình thường nhá. Đấy.
Thì ở đây nhá, mình cũng cài sẵn rồi. Đây, các bạn nhìn App Store, các bạn mở lên. Rồi, mình sẽ xóa cái file tắt ở bài cũ của mình đi nhá. Rồi, đơn giản lắm. Các bạn chỉ cần kéo thả, nhấn OK. Thế là xong. Và đây là cái file data của mình. Mình kích lên này. Xong rồi các bạn nhìn nhá. Có một cái table, chính là tên table câu hỏi. Đúng chưa? Các bạn kích chuột. Các bạn nhìn cái tooltip nó hiển thị đấy, có cái 5 cột này, nó hiển thị 5 cột ID, cấp độ, nội dung, đáp án và đáp án sai. Đó, mình mở lên. Đấy, đúng chưa? Đây là ID này. Đó. Tiếp theo nữa, các bạn kích sang mục data. Các bạn có thể nhìn thấy những cái data có phải nó trùng 100% với data mà mình insert đây không? Đấy. Thì để thực hiện ấy thì các bạn chỉ cần copy câu hỏi trên Google, các bạn paste vào đây, đúng không? Sau đó thì để một thứ hoạt động cân bình, bởi vì ở đây mình vẫn có thể chơi được này. Ví dụ như mình ấn đáp án 1 này, chắc chắn đây đúng rồi, bởi vì mình lại biết đó rồi, câu hỏi sẽ không đó. OK rồi. Đó thì đây là video hướng dẫn các bạn dùng SQLite để insert câu hỏi. Thì có nghĩa là cái nếu như các bạn làm cách này á, xong các bạn lấy cái app các bạn đẩy lên chợ thì sẽ tránh được cái việc là bị ăn cắp data, đấy, ăn cắp dữ liệu này nọ thứ đấy. Thì nếu các bạn thấy video này hay á thì các bạn có thể comment cho mình, hoặc là hoặc là ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh. OK. Và về số code nhá, thì mình xin nói sẵn nhá, mình xin nói thẳng nhá, số code thì mình cũng sẵn sàng số code ấy, thì mình khuyên các bạn nên là các bạn có thể vào, các bạn xem các bạn code theo. Nhưng nếu như mà mình cứ để sẵn cho các bạn ăn sẵn ấy thì nhiều bạn sẽ bị ỉ lại á, nên là số code này mình sẽ không để ăn sẵn nữa. Các bạn nếu như mà các bạn muốn lấy số code này, các bạn liên hệ với mình để mình sẽ bán số code nha, bán số code giá sinh viên này, giá sinh viên tầm 50-100 thôi, không nhiều đâu. OK chưa? Đấy. Còn nếu đấy là trường hợp khó quá, các bạn có thể bỏ tiền và mình sẽ gửi số code cho các bạn. OK. Còn nếu không thì các bạn phải nhìn, nếu như các bạn có thể cái là mài dùi, là người thích mài dùi kinh sử, thích luyện võ, luyện code cái kiểu, thì các bạn phải code theo từ đầu. OK. Rồi. Thì ngoài những cái đấy ra thì mình có làm những cái sản phẩm khác, thì mong các bạn ủng hộ nhiệt tình. Đấy, ngoài ra thì các bạn có thể hãy nhấn đăng ký kênh. Và đặc biệt là nhớ là like fanpage nha. OK. Đây là chính là fanpage của mình. Đó, mình mới tạo thôi, cũng chưa được nhiều đâu. Đấy, là fanpage của mình. Video của mình xin được dừng lại ở đây. Chúc bạn học tập vui vẻ. Bye bye.